Lần này là phần một cái bài khác, nó là một phần nhỏ bên trong là Abi, nhưng để tách ra bởi vì nó rất là quan trọng hơn là cái luôn. Năm nào khi có một câu hỏi về luôn, một câu hỏi cái thì nên để tách riêng ra so với bài Abi tổng lập riêng. Để ta làm thứ nhất về mặt tính chất là gì? Nanolin hay là phenylamin C6H5 đó hai có thể vô mấy phát thủ bao nhiêu? Anh có phát thủ 4 tính ra bao nhiêu? 14 93 anh này tồn tại điều kiện vừa không thể lỏng sánh không màu không tan quá không tan được ít tan trong nước và chìm xuống dưới nước. Có nghĩa nếu mà thầy mà có một cái ống nghiệm nhá, mà có thằng anilin thì có thằng nước nhá, thì nó sẽ tách lớp, thằng anilin chìm xuống dưới, thằng nước nổi trên, thấy chưa? Đây ống nghiệm của anilin và nước đây. Thì bên dưới sẽ là anilin, bên trên sẽ là nước, nhưng nó là ít tan chứ không phải là không tan, vẫn tan ít. Khi học này thầy đã hỏi thầy Hiệp và phó giáo sư bên trường sư phạm thầy đấy cũng thầy, bởi vì cái này không nghiêm trang các bạn nhá, mấy cái chỗ mập mờ không nghiêm trang các bạn lắm, các thầy rất thích hỏi. Thế nên là cái hôm vừa rồi trước khi thi lúc đấy là thầy giảng một câu bên trong cái đề này có một chỗ ít tan cái này không tan thì nó sẽ thành những cãi nhau. Thế bắt đầu thầy bảo cái này trong sách giáo khoa ghi mà nhưng bảo sách giáo khoa thì không có ghi, cái nhắn tin với mình ở bên thầy là trưởng bộ môn cơ bên trường sư phạm cái đấy là hội trưởng bộ môn phó vàng thì thầy bảo là ít tan tính chính cho em là các thầy cô sẽ trên lớp lớp sẽ thầy nhập cái này các thầy cô sẽ nói là không tan và trường sẽ nói là chẳng có gì và biết rõ ít tan chuẩn nhé. Bởi vì trong có một đề thi ta phải học nó đã có cái chỗ thì điều này nó có cái câu này. Cho số cái nhận định sau nhận định nào sai à, số nhận định đúng là anilin không tan trong nước thì là cái nhận định đấy sai, còn anilin ít tan trong nước thì nhận định là bằng nhá. Dĩ nhiên anilin cũng làm sao ạ? Đọc nó phải chỉ đi số anilin có nhiều trong lá chứ không lá rồi đó. Chính vậy đây ngày xưa ấy, ngày xưa hay là người dân tộc mà không có thuốc tránh thai xong không có cụ để bảo vệ thì người ta chẳng may có thai có bị muốn người ta sẽ nhai là để chống tránh thai. Thứ hai là hôm nay mình học cái gì là muốn cầm cái tiền chất để tạo nên là ma túy đá. Bạn nào muốn làm giàu vào ngành này thì phải học ngoài làm in thì vào thì ở rất phê nhé. Thầy có thể chứng minh cho em biết tại sao nó hít vào phê đơn giản không? Em đi hít đợt 3 thì em đến 5 phần mình với mấy em tự nhiên. Đây là một cách mà giúp chúng ta chống phần mình. Học một bài cứ đi ra nhà vệ sinh xong chạy lại là chắc chắn lên được. Không thể một mình gửi nước sập thẳng. Thế nên là mấy bà hay là mấy ông nào mà thất yếu mà anh đi tiểu đêm mất ngủ trên biên mấy bạn nhớ không? Ít đủ đó ra à mà thấy chưa không? Dĩ nhiên anh này cũng có tính bao nhiêu thế thì cái tính ba sơ yếu của nó ấy, tính ba sơ yếu của nó còn yếu của nó anilin lúc nãy rồi. Thằng anilin không làm được nó vì lý nhé, còn những thằng vừa nãy làm được nó không làm được nó vì không làm tổ bào phen con phở tan lên riêng hà thì nhìn nó đọc không làm được màu không làm được màu phen con ta đi
tác dụng axit. Tăng diện. Sao đưa vào bát đây? C6H5NH3Cl. Cái này liên quan đến khí nhựa thì hay hơn. Nó quan sát này. Còn ghi lại này. Đầu tiên này, bước 1 này. Nhựa này. Bước 1 này. Là cho nước này. Và cho anidi này. Thì dung dịch là tạo phân lớp và anidin chỉ xuống dưới đúng không? Đây, đây, đây. Sau đó thì nhỏ từ từ từng giọt HCl vào. Bước 2, nhỏ HCl vào dung dịch rồi khuấy đều. Nhỏ HCl và dung dịch của cái đẹp thì xảy ra phản ứng này đúng không? Đúng chưa? Anh này đặc biệt là tan trong nước. Anh muối này tan trong nước. Vậy các sẽ thấy hiện tượng gì ạ? Còn dung dịch của phân lớp rồi. Không. Khuấy đều thì hiện tượng dung dịch đồng nhất. Được, không ra. Chưa xong. Dung dịch đồng nhất lúc này ở trong thì chỉ có là C6H5 và bạn sẽ đọc đây cho dung dịch lúc này đồng nhất. Bước 4, bước 3. Đây lại nhỏ từ từ NaOH vào dung dịch rồi lại quấy đều. Các em dùng là hiện tượng nhỏ từ từ từng giọt NaOH vào dung dịch rồi quấy đều như vậy. Bây giờ chúng ta phải trả lời câu hỏi là NaOH có tác dụng hoàn thành không? Tác dụng để tạo thành cái gì? Chứ là có tác dụng không? Muốn trả lời được nó có tác dụng hay không? Cái này là kiến thức mình học rồi. Thằng này là muối đúng không? Được tạo bởi axit mạnh và ba dơ yếu. Muối được tạo bởi axit mạnh và ba dơ yếu. Khi nó tác dụng với ba dơ mạnh có tác dụng không? Ba dơ mạnh hết bây giờ. Thế bây giờ khoảng một lại là ba dơ mạnh có đẩy được ba dơ yếu nó khoảng lượng của nó không? Đấy, còn thế thì là biết. Đúng không? Có ba dơ mạnh để ba dơ yếu mà. Vậy đây là ba dơ mạnh này, đây là ba dơ yếu này. Đúng không? Còn muối này được tạo bởi ba dơ yếu mà. Thế nó đẩy được ấy. Để tạo thành là C6H5NH2 cộng NaCl cộng H2O hóa dung dịch này là có phân lớp lại được nhân hiện tượng dung dịch là phân lớp. Các em yên tâm là cái phần này là không có ở bên trong sách giáo khoa. Nhưng mà kiểu gì trong bài thi từ các năm tới đây chúng ta sẽ hỏi đến cái này rất rất nhiều. Phải nhớ rằng chưa kể là nó có khả năng có bên trong bài thi. Bởi vì là thi những câu về thí nghiệm vật dụng cao về hữu cơ khoảng hết rồi, có ngày này thôi. Nhớ năm sau bảo ra thí nghiệm vật dụng cao của vô cơ thì mình bảo vô cơ. Hai nhỏ và đặc trưng. Hai nhỏ và đặc trưng. Thế cái thằng anilin thì nó có cái điều gì khác so với thằng anilin không cả?
quay trở về hiệu ứng lên vòng bên gen hồi lớp mình học. Yên tâm, cái bài đấy là bài không phải sẽ online, bài đấy sẽ online rồi xong rồi xem rồi cũng thầy xong rồi diễn lại rồi. Còn nhớ hay không cô? Bây giờ vấn đề là khi điện thoại thế video của bên gen thì nó thế ở vị trí octo hay thế vị trí meta hay thế vị trí para cũng được rồi. Một muốn trả lời được vị trí thế thì cho thầy hỏi nhóm thế NH2 là nhóm thế no hay không no? Nói đúng không? Nói đúng không? Thế giờ muốn trả lời được là no hay không no thì thế nào là no và thế nào là không no? Đúng rồi, chỉ có lên cái đơn là no, thế thằng này no hay không no? No. No thì ưu tiên thế vào đâu? Là lấy ví dụ và đơn giản vậy. No là bụng vệ. Đấy, bụng vệ là đại gia hay là trí mèo? À, đại gia thì cặp với chân dài hay chân ngắn? À, chân dài thì trong này bọn này chân dài, đứa nào chân dài nhất? Đây bọn này chân đứa nào? Para chân dài nhất xuống gì nữa? Đúng không? Vì chắc chắn là bụng no là phải cặp với para chân dài nhất rồi. Được chưa? Thế bây giờ thầy hỏi là đại gia đây em nhìn như là cái phốt vừa rồi thằng gì? Lúc nào cái này gì? Thằng gì là chồng của ông Trà My gì đấy? Ừ đấy thì thằng này thằng gì? Đấy thì thằng đấy cặp mấy con? Ông Trà My chân dài rồi, con kia chân cũng dài. Thế bây giờ thầy hỏi là đại gia bao giờ mà yêu một người không? Đấy phải yêu mấy? Hai trở lên đúng không? Phải chắc chắn là em này có rồi. Thế bây giờ còn bây giờ nhà chỉ còn hai em này thôi, chọn một trong hai em thì em chọn em nào? Đây này, với ví dụ này em này là mặt trái xoan chân không được dài lắm, nhưng em này mặt mèo. Em này mặt mèo, em nhìn chân không? Chân thì ngắn đúng không? Nhưng mà cái gì đấy, đã chân ngắn là bình thường rồi, vẫn có thể nếu giả sử đáng yêu vẫn yêu được, nhưng mà ở đây thêm là gì ạ? Chiều ngang có dài, chiều dài. Anh nhìn đúng không? Có yêu được em này không? Không yêu được đúng không? Thế vậy đại gia cặp cái gì ạ? Đấy, no thì xem thế vào đâu ạ? Chân dài, para và mặt trái xoan ô phụ. Lúc nào phải cặp cái hai em trở lên nhá. Thế còn không no? Không no là trí phèo chỉ đi ra thôi. Mặt mẹt thì nở, mặt thì nở chắc chắn mặt mẹt. Đấy, nhắc lại thì nhớ. Thế giờ thì hỏi là đại gia cặp với chân dài dễ khó? Đấy, đơn giản bây giờ thầy chỉ cần những con mèo không cần thì mới dạy nữa đúng không? Đi lên ngoài đường chào em đó, tự động lên luôn, tự động gà anh ấy cho em vòng hồ tây xong rồi kiểu mình muốn cái gì nhỉ? Bác Hải là đúng vậy. Đấy đúng không? Thế còn chí phèo có lấy được kỳ đỏ không? Chí phèo lấy được kỳ đỏ không? Không kết hôn được đâu, mày đọc lại xem nào. Đúng không? Vậy ở đây phản ứng này no thiếu ở Oppo và Para phản ứng này dễ dàng hơn nhá. Sau này rất dễ bị hỏi nhá. Nhớ này, dễ dàng hơn. Chân dài, đại gia cặp chân dài dễ dàng. Còn lại, đã nghèo khó thì làm cái gì cũng khó, khó khăn. Thôi, ôn lại cả lớp mình rồi đấy. Nhớ mà đi. Không cần mắc luôn. Hai người ôn lại. Nhớ chưa? Thế vậy là bây giờ cái nhóm thứ hai là nhóm no. Bây giờ nó ưu tiên thế vào vị trí ốc thô và vị trí para. Thế bây giờ mình đi viết chương trình thôi. Tác dụng với dung dịch bờ rôn ở điều kiện thường, nhớ cái này nhá. Những chất nào tác dụng với bờ rôn thì thường học rồi. Ít có đi tiết bộ anten có đôi cc có đôi 3 cc cho có này anh phenol đi đi ạ. Tác dụng với ông dịch có đôi điện thờ biết công trình nhân tạo thì
dư. Dư thì nó thế hết ở vị trí ông thổ và vị trí ba này. Ở trong vị trí này nó thế hết hydro của mày. Để nó tạo thành. Đố nhớ được cái tủa màu gì? Màu xích. Hả? Cam. Vâng. Này này thì bọc nhá. Tri-bromo-phen-gen. Cái tủa màu trắng. Tri-bromo-phen-o. Cái tủa màu trắng. Này. Cứ có vòng phen-gen và nhớ nhé, cứ có vòng phen-gen và bromo thằng nào màu trắng đấy. Được chưa? Phenol tác dụng với brom cũng màu trắng, kết quả màu trắng. Anilin tác dụng với brom cũng màu trắng, phải nhớ màu đấy ạ, cái này thuộc đấy ạ. Và sau này rất hay hỏi một cái nhận định là anilin tác dụng với brom ở điều kiện thường tạo thành dung dịch màu vàng. Nhưng mà sai. Phải là màu gì? Trắng. Thế này. Em thấy vị trí nào đây? Oppo qua ai và beta? Hả? Oppo Para hay là beta? Thế vị trí nào? Hỏi này là ối đúng không? Chẳng phải beta. Ối đấy là chết. Bởi biết là sao? Bởi vì là cái việc thế là Oppo và Para hay là beta. Cho này hỏi chân dài được quyền quyết định số phận của mình không? Không, quyết định là đại gia. Thằng này ở đây rồi. Đúng không? Nó lo việc đấy nó quyết định cặp em nào. Chẳng không phải là mấy em này quyết định. Được không ạ? Vậy này, nó hai ở đây rồi. Lúc này nó được quyết định nó vốn dĩ là đại gia. Thì dù cái nhóm thế này có là nó hay không kể nó vẫn bảo ông thổ và bà này. Cái tổ màu và nhớ nha, trinitrobenzen màu vàng, trinitrophenol màu vàng. Hôm nay mình học trinitro anilin cũng màu vàng. Học tên không? Học tên thì anh vui chứ giả tên này là gì? 2.4.6 trinitro A, B, B. Và tư thế này sẽ là 2.4.6 và B, B, R, A, B, B. Còn thấy nó nhỏ nữa. So sánh tính ba sơ của Ami. Cái này không cần phải hiểu ạ. Này nào đây đại học phải hiểu, vì sau này đây đại học người ta mới giải thích bằng các cái hiệu ứng liên hợp và hiệu ứng siêu liên hợp nhá. Còn bây giờ không cần phải hiểu, chỉ nhớ mặc định cho thế này thôi. Thứ nhất, tính ba sơ của thai lớn hơn bậc 1. Thứ hai, tính ba giờ của no lớn hơn cộng no. Ví dụ CH3 thì lớn hơn C2H5 NH2 lớn hơn NH3 lớn hơn C6H5NH2 lớn hơn C6H5. À thôi, thế này. Xong. Ứng dụng điều chế không quan tâm. Giờ làm cái câu sau. 1, 3, 5, 7, 9. Thế đã.